rồi đi thôi. Đồng chí Tuấn Linh lên đồ, mình nhận lệnh xuống từ trên bộ. Đi vào đường dây ma túy ở căn biệt thự bên hồ. Tổ công tác giờ đã điều tra ra lời khai của hắn toàn những điều ba hoa. Đồng chí theo dõi không bị nhiều radar cả, đội ập vào cùng với rất nhiều AK.